Đây đi Coyote Point ở San Mateo. A big part here and the other side they have a beach. And still cold in the beach. That's why we come here for like about maybe 2 or 3 hours and then come back to the beach. In San Jose about 90 degrees, but here is only 68 or something. That's why it's cold. Cái này cho nó không đáp xuống rồi quay luôn, cái nó phải chờ đó, cái nó phải chờ đó, giờ phải bay vòng vòng hả? Không được. Hả? Ủa xe con mở đây.